Nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thân thương nhất nha. Đó, bên này Tuấn sẽ trời mưa bão rồi nha. Đây là mua bớt rau với tôm mực nè. Thịt như đây cái nhà nè. Đó, rồi bên này cái mì. Cả nhà biết là mình sẽ làm mì chiên giòn. Cho mọi người biết nha. Mì xào giòn nha cả nhà. Đó. Các bạn thấy mình sẽ mua những món này là mình làm mì xào giòn cho mọi người nè. À, cái mì này các bạn biết là mình sẽ chiên lên nha. Chiên cho nó phồng lên xong có làm cái gia vị nè, mình tao hết rồi mình đổ vô đó. Đó, cho mọi người biết nha. Giờ mình đi làm đây đây mọi người ơi. Đây, mọi người thấy không? Bây giờ mình chiên cái này xong rồi mọi người. Đó, thấy ngon không? Mình chiên cái này xong rồi nè. Đó, ăn nó giòn tan luôn rồi mọi người nè. Rồi bắt đầu mình làm gia vị kia mình đổ vô nha. Đây, rồi xong rồi các bạn. Đó, các bạn thấy ngon không? Bây giờ mình là cái món này mình sẽ đổ vô trong cái mì mì nha. Rồi mì xào giòn nha các bạn. Đó. Rồi, ngon như các bạn. Đó, bạn thấy không? Bây giờ mình ăn mình sẽ review cho mọi người biết nha. Đã chưa? Hello, chào mọi người. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc mọi người một ngày mới nha. Bên đây Tuấn sẽ review cho mọi người biết mì chiên giòn hải sản. Mì xào giòn hải sản các bạn. Chiên cũng được mà xào cũng được các bạn à. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết bên đây ở Phan Thiết quê mình thì bão lụt các bạn à. Hải sản các bạn biết không? Ùn tắc giao thông luôn. Các bạn biết ùn tắc giao thông rồi. Hải sản là coi như hiếm luôn các bạn. Đó. Thì bên đây mình review cho mọi người biết nè. Cái món dĩa hải sản nè, thấy không? Mì xào hải sản. Mì xào giòn hải sản nha bạn. Thì các bạn đó, đây là có tôm nè nha. Tôm á. Tôm bạc dưới mực nè. Mực nè. Ở đây là thuộc thịt heo nha các bạn. Kèm dưới rau là rau cải cải xanh các bạn. Đó. Nó cộng mì giòn này các bạn biết không? Rất ngon. Ừ. Thôi bây giờ mà không có gì ăn mình ăn sơ sơ món này thôi, mong mọi người xem video chị like chia sẻ cho mọi người biết nha. Ăn với chị dầu nữa bạn. Bây giờ mời cả nhà nha. Đó. Nhà biết mấy ngày nay bão các bạn. Bão số 4 ở Phan Thiết về mình á. Cho nên mực hải sản rồi nó ùn tắc giao thông các bạn. Hiếm bơ. Đó các bạn nè, con mực nè. Hàng nói chung là hàng này có không được tươi lắm. Tại bão mấy bữa nay đâu có ai đi biển các bạn. Hôm nay mình ăn món này mình làm cho mọi người biết. Thưởng thức mì xào giòn. Các bạn biết cái cọng mì này thì mình mua mình sẽ làm chiên lên các bạn. Chiên giòn lên. Ăn rất là giòn lắm. Gọi là mì xào giòn bạn. Còn cái gia vị này mình ướp với tôm thịt chùa mình xào lên. Làm với nước sốt sốt nó sệt sệt mình đổ lên bạn. Cọng mì xào giòn rất ngon bạn. Mọi người thấy không? Cái dĩa mì này mà nếu mà ở vô quán nhà hàng là đã luôn mà. Bên đây trời bão áp thấp. Mình đổi món cho mọi người biết là món lạ bạn. Mì xào giòn hải sản. Mình cố gắng mình quay nhiều video món ăn vỉa hè cho mọi người biết nha. Ngon. Chấm với xì dầu. Cái mình mua trúng cái loại mì đó các bạn biết không? Một dĩa bự luôn. Chiên một miếng luôn mình thấy nó rung lên á. Không. Cái cọng mì đó mình chiên lên nó giòn ăn, giòn giá.
món hải sản ở Phan Thiết quê mình các bạn biết hôm nay Bảo á, ăn nó không có được tươi lắm. Và hàng mấy bữa nay Bảo là hàng nói chung hàng đông lạnh nhiều. Ngon. Mực các bạn. Mực này mình mua mực ống. Nói chung nó ăn nó không phải như mực trứng mà nó có trứng đồng đó nha. Ăn rất là thơm. Các bạn. Chấm gì dầu. Đó. Đúng ra cái mì này á, cái dĩa nó dày các bạn biết phải lấy một cái nha. Cái dĩa bự thiệt bự á, biết không? Mình bỏ vô mình trộn rồi nó dễ. Đây cái dĩa nó nhỏ quá là cái miếng cái cọng mì á nó bự quá bạn, bự cho bá luôn. Nó khó trộn mà gấp rồi nó thao tác cũng khó. Không? Đúng không? Thao tác còn khó hơn. Ăn nó hả, giòn cực 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 đá luôn bạn. Nên mình bây giờ này giới thiệu cho mọi người biết là mì xào giòn tự tay mình làm nha bạn, mì xào giòn hải sản. Ăn đã bạn, chục 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 cái cọng mì đó là càng biết là đi chợ mà mình kêu bán cho mì xào giòn á là lấy cái cọng mì đó đúng chứ mình không biết á, mình nói là mì xào có làm rễ mì thì dở hơn. Hồi bữa mình cũng mua một lần mà đem về mình làm thử bạn. Về cái mình kêu bán cho cọng mì về để xào đi. Cái nó lấy mì về cái mình chiên lên không được bạn ơi. Chiên lên nó cứng ngắc à. Còn mì xào giòn này nó mềm. Mình xào mình ăn nó mềm. Nó giòn mà nó mềm. Còn mì kia bữa mình xào mình ăn thử bạn. Ăn nó dai mà nó cứng. Tại mình không biết mì xào giòn đó. Mình nói đi bán cho cọng mì về. Bó mì về xào của nó lấy về cái mình xào mình chiên lên cái mình làm cái ăn dở ẹt. Hôm nay nghe bà chị ghi bá bày mua đúng mì xào giòn á là ăn rất ngon mà ha, có tôm hải sản luôn. Cái dĩa mì xào giòn mà ăn đã, nước sốt nó đổ vô á thấm ngon. Cái này mà các bạn biết mà nhậu y bà luôn nè, trời mưa nè nhậu đều y bà luôn. Do mình không biết nhậu bạn. Ngon. Ăn mà nhớ bà thân, có rau luôn, rau cải ngọt luôn. Trời ơi, ăn ngọt lắm. Nó ăn lão mà. Nó giòn, khô, khô, khô mà nó mềm. Thịt heo á, mình, các bạn biết mình mua thịt heo ngạt á. Thịt dâm á, ăn cho nó mềm. Mình xào nó mềm thịt. Các bạn nên nhớ cái thịt heo của mình rất mỏng nè. Mình xào rồi nó chín lắm nha. Mình xào như kiểu mà thịt bò bạn nè, xào sơ sơ thôi. Là nó ngọt cái thịt mà nó mềm nữa chứ không biết mình xào chín lâu lắm mới là thịt nó ăn dai nhất rồi. Đó cũng tôm nữa. Tôm tôm thể đúng không? À ngon quá. Lâu lâu trời đổ gió rồi làm món mì xào giòn hải sản của mình làm đó bạn. Ngon quá các bạn. Thì bây giờ nhớ comment cho mình làm cái món nào mà ngon ngon lạ lạ cho bạn để mình biết mình làm nha. Như bên đây mình review cho mọi người biết mì xào giòn. Ăn được ngon, giòn căng, mềm mà giòn lắm. Thơm quá. Hồi lâu đổ món ăn cũng ngon. À.
mình coi như mình khi bị sao giòn Singapore đi ha, người Việt Nam mình đặt tên gì cũng được hết á, muốn đặt gì mà đặt. Ăn của nó hấp dẫn, mì sao giòn Singapore mà người Việt Nam làm mình tự sáng tạo ra mình làm luôn à. Ngon mà sao không bây giờ ăn nó giòn mà nó mềm nha. Mật à, mật ống nó mật chấm gì dầu. Chấm vô ăn nó đã thơm. Cái món này các bạn biết là phải chấm gì dầu, chấm gì dầu ăn ngon. Mình tạo nước sốt cho các bạn, mình đổ vô là ăn nó rất là ngon. Cái miếng gì mình vô chèn đưa vô trong miếng mì ăn đã ngon. Ngon không cả. Ngon bọ. Ngon. Ăn mà giòn cực khớp luôn. Chấm gì dầu vậy? Ngon quá. Mình có quay cái video cơn bão vừa rồi các bạn, cơn bão số 4 đang hoành hành ngoài biển. Mình xuống cảng mình quay các bạn biết không, trời ơi xuống gặp trời mưa luôn bạn, mưa bão mà vô nhìn mà nó đen thui rồi luôn, gió vù vù vù. Để chập nữa mình sẽ chỉnh sửa video đó lên cho mọi người xem nha. Quay nhiều cái cảnh các bạn thấy ở ngoài biển, tàu ghe đồ ta đi vô ôm bụp bụp luôn. Ăn ồ ở luôn. Ngon. Mì xào giòn hải sản. Ngon. Rồi, ăn nước bạn ha, ăn nước no. Không lâu ăn món lạ, không ngon bạn. Bạn biết cái nước sốt mình làm ít quá, đổ vô cái miếng mì này nó không được ướt mấy, hơi bị ướt thì nó ngon, mà đây nó không ướt mấy bạn. Đúng là mình đổ mà cái miếng mì này nó dẻo ăn nó ngon, do làm cái số ít quá. Ha, lần xong hết rồi, ngon. Mì này xào đúng là ngon thiệt á, ăn nó giòn giòn mà nó mềm. Nha. Tôm thẻ à. Ông.
Ngon. Ngon. Mực á. Nói chung là cũng cảm ơn mọi người nha. Vừa qua xem video của mình đó các bạn. Mình là sẽ cố gắng mình quay nhiều video rồi cho mọi người biết luôn những món ăn vỉa hè thành phố Phan Thiết quê mình, cuộc sống quê mình nha. Đó mà mong mà mọi người xem video rồi thì like chia sẻ cho mọi người biết. Ngon quá. Miếng nữa, ăn hết luôn bạn. Uống nước. Không. Nói chung mà ăn cũng xong rồi các bạn. Thì không có giờ mình cũng cảm ơn mọi người qua xem video của mình nha. Nhớ ủng hộ kênh và chia like chia sẻ cho mọi người biết rồi. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè đường phố Phan Thiết về mình. Cuộc sống rồi, mình trải nghiệm rồi. Cho các bạn là mình thử thích nha. Cho mọi người nhiều lúc một ngày mệt mỏi rồi bấm điện thoại lên hoặc là gầm cái tivi rồi xả chết nha các bạn. Thôi giờ này mình cũng hẹn mọi người video mới nha. Xin hẹn lần sau mình sẽ quay lại nhiều cái hay hơn nữa, mà nhiều cái video hay hơn. Rồi, bye bye mọi người. Bye bye.